Không tồi. Xem ra không có lơ là tập luyện. Khoảng thời gian ta không ở đây, Mông Hà dẫn dắt không tồi. Tướng quân, cuối cùng ngài cũng về rồi. Mấy ngày nay có biến cố gì không? Hậu phương có tin gì chưa? Hậu phương đại quân đã chuẩn bị xong xuôi, 3 ngày sau sẽ dùng binh với Hoàng Kim Đế Quốc. Và cả sáng nay truyền mệnh lệnh tới, yêu cầu tướng quân mau chóng quay về. 3 ngày sau cùng nhau hành động. Hoàng Kim Đế Quốc, đó là nơi nào? Tiểu đệ cũng không biết. Đại tướng quân chuẩn bị lâu như vậy, lẽ nào là vì đánh Hoàng Kim Đế Quốc? Nói chung phải về xem. 3 ngày sau, doanh trại chủ soái. Chư vị tướng quân, đại chiến tới gần. Tiếp theo ta sẽ nói đơn giản về việc quân ta sắp tấn công Hoàng Kim Đế Quốc. Tuy được xưng là đế quốc, nhưng ở Thiên Nguyên Đại Lục, Hoàng Kim Đế Quốc chỉ có thực lực là vương quốc, tọa lạc ngoài 5.000 dặm, mục nát suy tàn. Chọn nó là mục tiêu là vì trong biên giới của nước này có nhiều linh khoáng hơn nữa. Nhiều linh khoáng hơn nữa có rất nhiều linh dược, linh quả, cực kỳ giàu có. Số dân của Hoàng Kim Đế Quốc khoảng 100 triệu, sĩ binh quy mô cả ngàn vạn, vốn nên được tính là đối thủ mạnh. Nhưng chính sách của nó lại là phân ra để trị, hơn nữa chư hầu các nơi đều không nghe cấp trên, tự mình trị, thậm chí còn có chư hầu quốc còn no lòng độc lập, còn có lòng độc lập. Quốc quyền chỉ tồn tại ở trên danh nghĩa. Chư vị tướng quân, lấy được Hoàng Kim Đế Quốc chúng ta sẽ lập được công đáng nhớ, lập lên nền móng cho Chu Tước Hoàng Triều tiếp tục hành động sau đó. Hoàng Triều có thể lấy Hoàng Kim Đế Quốc làm đại bản doanh, đi đánh những khu vực khác. Trận này quan trọng, chúng ta ắt phải thắng. Đương nhiên, có thắng lợi sẽ có thương vong. Chư vị tướng quân phải phục tùng mệnh lệnh, không được vi phạm. Nếu có người vi phạm, giết không tha. Hoàng Kim Đế Quốc cho dù là chia 5 xẻ 7, nhưng khi gặp phải thế lực bên ngoài tấn công, lẽ nào sẽ không liên thủ kháng địch chắc? Sách lược này quá là cứng nhắc. Những lời của ta không có sức nặng, nói ra cũng chẳng ai nghe. Lãnh địa Hoàng Kim Đế Quốc rộng lớn, có 400 vị chư hầu. Nhánh của chúng ta chủ yếu là tấn công Ô Ương Quốc. Ô Ương Quốc nằm ở biên giới Hoàng Kim Đế Quốc, xung quanh toàn là núi, dễ phòng thủ khó tấn công. Hơn nữa trên tường thành có nỏ pháo uy lực rất mạnh. Một khi tiến công phải mau chóng phá, không thì tổn thất thảm thiết. Bên ngoài Ô Ương Quốc có 36 cung đạo dẫn thẳng tới cửa thành, sau khi tới gần đó cần chư vị tướng quân hợp tác làm việc, mỗi người tấn công một cái. Mà ta dẫn đầu tây bộ quân chu tước sẽ ở yên đó, lúc nào cũng sẽ chuẩn bị chi viện. Tiếp theo sẽ bắt đầu hành quân sắp xếp. Lý Nguyên, chu hải bình hai vị tướng quân phụ trách hướng đông nam về phía cửa thành số 1, đồng thời triệu ứng Hồ Quảng, Hàn Thiền hai vị tướng quân trợ giúp đánh tan tường thành. Rõ. Cơ Vô Cửu, Ngọc Lăng Kiên, Phạm Thiếu Xuyên tướng quân phụ trách hướng tây nam về phía cổng thành thứ ba, đồng thời cảnh đánh tan mật đạo ở dưới đất tường thành. Rõ. Ô Ương Quốc ngoài trăm dặm. Ngọc Huỳnh, ta ngươi hợp binh một chỗ cùng nhau hạ gục đoàn tường thành này. Tướng quân Phạm Thiếu Xuyên, quả thật thực lực của Ô Ương Quốc không mạnh, tổng binh lực không đủ 300 vạn, còn phân chấn bảo vệ 36 lối tường thành. Tướng quân Ngọc Lăng Kiên, với binh lực 20 vạn hợp lại của chúng ta tấn công dễ được thắng. 20 vạn, căn bản không tính 3 vạn cực của ta vào trong đó. Hờm, dù sao huyền thiên đại thế giới không chỉ kém hơn một xíu so với Thiên Nguyên Đại Lục. Dù sao năm đó, thế giới hồi đó bị huyền thiên thánh địa chiếm lĩnh có thực lực thế nào chứ? Đúng đó, tuy nói là cùng hành động, nhưng hai tên này chỉ biết nói lý thuyết xuồng, căn bản không coi tướng quân ra gì. Đúng là bắt nạt người quá đáng. Trên đường ta quan sát, binh của bọn họ yếu như kiến, hoàn toàn không thể so với cự linh binh của ta.
hay là dạy dỗ bọn họ một chút. Đừng, không đáng, hơn nữa xem bọn họ định làm gì. Nếu thực lực đã đè ép, thì cần suy trước tính sau làm gì. Hai người ta, ngươi tập trung toàn bộ binh lực, tối nay sẽ đi tấn công. Được. Bọn họ dẫn đại quân chạy lên trước, lại để chúng ta tụt ở phía sau là ý gì? Sợ chúng ta giành công đó còn vì gì nữa? Bọn họ quá coi thường Ô Vương quốc rồi, sĩ binh chúng ta nhiều, thám tử của Ô Vương quốc chắc chắn đã phát hiện ra từ lâu. Sợ là đã bày trí trận thế xong xuôi rồi, đợi chúng ta tấn công vào đó. Nếu bọn chúng muốn giành thắng cận, giành công, chúng ta sẽ ở phía sau, nhường công lao cho bọn họ vậy. Đến lúc đó xem, bọn chúng lập công hay là làm bia đỡ đạn. Truyền lệnh xuống, tất cả cự ninh binh cách 10 dặm tường thành dừng việc chờ lệnh. Vi phạm quân lệnh xử lý. Rõ. Ngọc Huỳnh, trong 9 dặm chỉ toàn tường thành, chúng ta bao giờ tấn công? Đến trong vòng 3 dặm đi. Mau, mau kết phòng ngự quân trận. Không được, không kịp nữa rồi. Đau quá, cánh tay của ta bị lổ lát rồi. Chân của ta, phóng. Chuyện gì vậy? Chỉ là một đại thế giới phò tá, sao lại có năng lực thủ thành tới vậy? Thực lực của bọn họ không như những gì đã dự đoán. Đó là thứ quỷ gì vậy? Chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đau quá, đầu như sắp vỡ ra vậy. Ai của ta không nghe thấy gì nữa. Sao lại thế này? Ô Vương quốc không phải là rất yếu hay sao? Cự thú này là thứ quái quỷ gì vậy? Đừng ngây ra đó nữa, mau rút đi. Tất cả tướng sĩ mau rút lui, toàn quân rút lui. Hai mươi vạn, lúc xuất hành là 20 vạn đó, giờ chỉ còn lại 5 vạn người. Cơ vô cữu, sao ngươi lại án binh bất động, thấy chết không cứu? Các ngươi tự mình tìm chết, không lẽ nào muốn kéo người khác theo sau? Im đi, ban nãy nếu ngươi kịp thời chi viện, chúng ta cũng không tổn thất nghiêm trọng như vậy. Ta sẽ bẩm báo chuyện này với tướng quân trị tội của ngươi. Nói về ngu ngốc và vô liêm sỉ, người bình thường đúng là không bì được với các ngươi. Chị tội ta phạm tội gì chứ? Lúc trước khi hai người xuất binh, sao hai người chẳng nghĩ tới việc thương lượng với ta, sợ ta giành công các người, phân tài nguyên của các người? Giờ bị người khác đánh cho đái ra quần, mới nhớ tới ta. Đây rõ ràng là các ngươi vội vàng, ta nghĩ Phạm tướng quân sẽ tự hiểu thôi, trẻ con. Ngươi không biết Phạm Thiếu Xuyên tướng quân là ai hay sao? Hắn là cháu của Phạm Đại tướng quân. Ngươi nghĩ tướng quân sẽ nghiêng về phía ai? Hơn nữa bổn tướng quân cũng không ăn chay. Hoàng Kim Thế Gia, Ngọc Gia ngươi nghe qua chưa? Ngọc Gia, gia tộc của Tô Nan. Ta nhớ đã nội bại, hình như không được tính là Hoàng Kim Thế Gia nữa rồi thì phải. Ngọc Long, Ngọc Lăng Đại là kẻ nào của ngươi? Ngươi quen tỷ ta? Quả nhiên là người một nhà. Ngọc Lăng Đại đó tâm địa rắn rết, ngươi quả nhiên cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Nếu không phải Ngọc Lăng Đại đó, Lan Nhi nào tới mức nhà tan cửa lát. Tên họ Cơ kia, ngươi dám mắng tỷ ta. Tóm lại, ngươi đã phạm trọng tội, không ai cứu nổi ngươi. Ta lại muốn xem các ngươi trị tội ta thế nào. Hai thứ chó này thấy ta không tổn thất gì, trong lòng thấy không công bằng, muốn kéo ta xuống nước. Chúng ta sẽ đi gặp đại tướng quân. Cơ vô cữu, ngươi án binh bất động, thấy chết không cứu. Biết tội chưa? Ngọc Lang Kiền và Phạm Thiếu Xuyên
Tham Công vội tấn công. Chúng là mau phục binh của địch nhân. Với người ngựa chỉ 3 vạn của ta, sao có thể cứu được 20 vạn người của bọn họ? Ngươi đúng là có nhiều lý do. Vậy, người khác đều chiến đấu đổ máu, chỉ có ngươi không tổn thất một binh một tốt, chuyện này không giả nhỉ? Hồi đại tướng quân, Mạc tướng là vì chuyện phá thành sau này, bảo vệ chiến lược cho trận chiến đáng hơn. Hừm, Cơ Vô Cửu, ngươi đừng giảo biện nữa, mau nhận tội đi. Phạm Thiếu Xuyên, tuy ngươi là cháu trai của Phạm đại tướng quân, nhưng cũng không thể nào thay đại tướng quân ra mệnh lệnh nhỉ? Lẽ nào ngươi mới là đại tướng quân? Còn dám nhiều lời, phạt ngươi 100 quân côn. Rõ, rõ. Cơ Vô Cửu, bất kể ngươi có nguyên nhân gì, an minh bất động là đại kỵ. Bổ tướng quân cho ngươi 3 ngày, nếu không phá được thành, trị theo quân pháp. Thuộc hạ tuân mệnh.